thành kinh hướng tâm linh Tam Nơi Tam Bảo. Nguyện nương nhờ đức từ của Tam Bảo chứng minh gia hộ cho tâm lòng hành của chúng con, để chúng con cùng nhau hành tâm nhất tâm triệu hành hương linh Phật tử Quỳnh Thị Tân, pháp danh Tịnh Quyền, hưởng thọ 91 tuổi, mất ngày 25/12 năm Quý Mão. Hành tâm nhất tâm triệu hình hương linh Phật tử Quỳnh Thị Tư, pháp danh Tịnh Quyền, hưởng thọ 91 tuổi, mất ngày 25/12 năm Quý Mão. Hành tâm nhất tâm triệu hình hương linh bảy lần về để họ lãnh hương vị và pháp vị. Kính thưa hương linh Phật tử Quỳnh Thị Tư, pháp danh Tịnh Quyền, hưởng thọ 91 tuổi, tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà, cứ mãi chậm lưng trong sáu nẻo, muốn ra càng gặp Địa Di Đà. Kính thưa hương linh, muốn thoát đã được dòng sinh tử luân hồi dòng sáu nẻo, không có phương pháp nào hơn đó chính là nương nhờ vào tha lực của Đức Phật A Di Đà, đại quyền của Đức Phật A Di Đà, buông bỏ vạn duyên, một dạ chí hành xưng niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, quyền vạn sanh Tây Phương Cực Lạc quá. Khi hương linh vạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc quá, thế giới của Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là hương linh đã thoát ly được cái sinh tử luân hồi, lên ngôi bậc khối thiên hành vị và tương lai. Và giờ này hương linh hãy lắng lòng thanh tịnh nghe những lời răn dạy trong kinh, để đi giáo phụ hành dùng tính quyền sâu trì danh hiệu và để không phụ rẫy công ơn chỉ dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và không phụ rẫy bản quyền cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao niệm Phật cần phải thoát vòng sinh tử luân hồi? Là vì ở trong nẻo luân hồi, đệ tử chúng con xác thật đã từng chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vì hướng xót tất cả chúng sanh mà hiện ra nơi đời ác trượt, với 49 năm thuyết pháp, một đích mở bài và chỉ rõ chi kiến Phật cho chúng sanh, và để rồi khiến cho chúng sanh tọa ngộ và thể nhập vào tri kiến Phật. Giáo nghĩa tuy nhiều hơn số phép sông Hằng, nhưng tất cả năm thừa tám giáo đều không ra ngoài pháp môn niệm Phật. Do bản quyền lực của Đức A Di Đà, do năng lực ngộ niệm của sáu phương chư Phật, cùng với gia trì lực của chư Đại Địa Bồ Tát, đệ tử chúng con được gặp duyên lành dẫn dắt vào chân lý tối thượng bằng cửa ngõ niệm Phật. Như mùa hạ thì phải mặc áo dài, mùa đông phải mặc áo bông. Sự tu hành cũng thế, nghĩa là không trái với thời tiết và cơ duyên được. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay trong lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sanh mau được giải thoát, thì cũng không có pháp nào hơn pháp môn niệm Phật cả. Vì thế, pháp môn mà không phù hợp với căn cơ và trình độ thì chắc chắn chúng sanh bị chìm trôi trong biển khổ vậy. Đệ tử chúng con vốn là phàm phu vô trí,
nên phải một mực y theo lời Phật dạy, chẳng dám từ chiên. Vì thế mà xưa nay chúng con đều chiên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn có lời quyền khí rằng: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta chỉ dùng lòng từ bi hương xót liên lưu trụ kinh này trong khoảng 100 năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý sở quyền, đều được đắc độ. Nơi kinh Đại Tạp, Đức Thế Tôn dạy rằng: trong thời mạt pháp có ít người tu hành, sau ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nơi pháp môn niệm Phật mà khó lưng hỏi. Ngài Thiên Sư Thiền Sư sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy rằng: mạt pháp về sau các kinh diệt hết, chỉ còn lại bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất bị đọa địa ngục. Bởi vì đời mạt pháp về sau, các kinh đều ăn diệt, chúng sanh căn cơ đã yếu kém. Ngoài câu niệm Phật thì không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị lưng hồi. Mà trong nẻo lưng hồi thì việc lành khó tạo, còn việc ác thì dễ làm. Cho nên sớm muộn gì cũng bị đọa địa ngục. Ấn Quang Pháp Sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã dạy rằng: thời mạt pháp đời nay, chúng sinh nghiệp nặng tâm tạp. Nếu hoài môn niệm Phật mà không tu các pháp lành khác, nơi Phật gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nhưng nơi Phật liệu thoát lưng hồi ngay trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi thường, nhưng đó là những bậc Bồ Tát nương theo bản quyền mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sanh đời mạt pháp. Như kinh Lăng Nghiêm đã nói, nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo, chứ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn niệm Phật, tùy ít có người tu chứng được niệm Phật Tam Muội. Như khi xưa, nhưng có thể nương theo quyền lực của mình và bản quyền của Đức Phật A Di Đà mà đối nghiệp vạn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi được về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không còn bị thối chuyện, lặng lặng tu tập cho đến khi chứng quả vị vô sinh. Những lời quyền khí như trên cho chúng con thấy pháp môn niệm Phật rất thích hợp với nhân duyên, thời tiết và trình độ căn cơ của chúng sanh đời nay. Vì thế, Đức Như Lai mới dùng quyền lực bi mạnh lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ để chuyển hóa về môn niệm Phật. Ngoài ra, còn có chư Bồ Tát và tổ sư cùng khởi lòng hoàng quyền hương xót, tùy theo thời cơ mà chỉ dạy pháp môn niệm Phật để cứu vớt chúng sanh. Đệ tử chúng con vì vô minh phức lắm, vì thiếu suy nghĩ chính chắn, vì tâm mong cầu quá sôi nổi và cạn cờ, vì dục vọng ngăn che nên đã gây nhiều sự hãy biết là lạc. Để rồi chúng con đã hành trì pháp môn niệm Phật không phù hợp với bản ý của Đức Bồ Sư và xa cách với bản quyền cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương linh, đây là những lời răn dạy trong kinh niệm Phật Sám Pháp của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, một vị cao tăng đắc đạo thời cận đại.
hương linh vô cùng đủ phước đủ duyên nên nghe được lời chỉ dạy của hòa thượng. Vì thế hương linh hãy y giáo phụng hành dùng tinh quyền sâu trì danh hiệu Phật. Đã niệm Phật rồi thì phải buông bỏ dạng duyên, hà hiếp chân hợp cầu vạn sanh Tây Phương Cực Lạc quá. Vì vạn sanh Tây Phương Cực Lạc quá mới thoát ly sinh tử luân hồi, mới không phụ rầy công ơn của Đức Bồ Sơn Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy pháp môn niệm Phật, và không phụ rầy ơn cứu độ của Đức Phật A Di Đà 48 lời đại nguyện của Ngài. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Liên hà quả
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật xin cùng hết đại chúng chúng ta đọc quỳ lên hồi hướng.
tất cả để tự vệ.
Di Đà Phật cũng hình đại chúng ấy. A Di Đà Phật.